lấy cảm hứng từ chính quê hương Việt Nam. Một hình ảnh nữ họa sĩ tái hiện nên bức tranh đất nước với sự giao thoa giữa nét cọ và truyền thống yêu nước đã vẽ nên những giá trị có bề dày lịch sử hội tụ tinh hoa của đất trời. Bộ trang phục là bức tranh nước Việt uy nghiêm, vẽ nên tự hào dân tộc nơi cha ông ta đã ngã xuống, thể một Việt Nam phương cao phương xa, thể hiện sự độc lập, tự do, hạnh phúc. Bộ trang phục nước Việt đến từ nhà thiết kế Phạm Trọng Hiếu, được trình diện bởi thí sinh Hoàng Như Mỹ.